Thương hiệu Việt Nam Coffee thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Vinacafé đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới tại sự kiện Coffee Expo Việt Nam 2024. Sự kiện ra mắt sản phẩm mới tiếp nối hành trình đổi mới sau khi bộ nhận dạng thương hiệu mới của Việt Nam Coffee đã được công bố vào dịp lễ Quốc Khánh vừa qua. Vinacafé hiện là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cà phê Việt Nam với hơn 16.000 hectare vùng nguyên liệu, hệ thống sân phơi rộng gần 1,5 triệu mét vuông tại cao nguyên. Đơn vị đã cho ra mắt đa dạng các sản phẩm như cà phê hạt rang, cà phê rang xay truyền thống và các dòng cà phê hòa tan mới, bao gồm Trial Brew, Coco Brew, Just Brew, Alpha Mix và Beta Mix, không chỉ phù hợp với gu thưởng thức của người Việt mà còn khẳng định vị thế của cà phê Việt trên thế giới. Việt Nam Coffee còn tạo điểm nhấn với không gian triển lãm mô phỏng đại ngàn, mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo với các màn trình diễn âm nhạc sôi động thu hút đông đảo khách tham quan.